Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 5, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 3. Giải 6, các vé tận cùng mang số 4, 2, 3, 4, 2, 8, 1, 0, 2. Giải 5, các vé tận cùng mang số 0223 7765 6786 8202 9208 5748. Giải 4, các vé tận cùng mang số 6873 7712 0316 8598. Giải 3, các vé tận cùng mang số 15633 64138 08436 38621 63529 06321. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 60799 62033. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 58122. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 15296. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 3QH, 7QH, 8QH, 9QH, 11QH, 13QH, 16QH, 17QH. Kênh xổ số ba miền, kết quả xổ số hôm nay, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!